Cùng hóa mỹ nhân tóc bạc phơ, Dương Tử đè bẹp Nhiệt Ba về nhan sắc lẫn diễn xuất. Xem ta diễn đây. Đây này, học hỏi nhá. Vỗ tay, vỗ tay. Nếu là fan của dòng phim cổ trang, chắc hẳn mọi người chẳng xa lạ gì với tình tiết nữ chính tóc bạc trắng chỉ sau một đêm vì nhiều lý do nhỉ. Khá nhiều mỹ nhân trẻ đình đám của Hoa ngữ đã tham gia thử thách khoe nhan sắc và tài năng với phân cảnh phim bùng nổ cảm xúc này. Nhiệt Ba hiện đang gây tranh luận vì quá giả chân, kém xa Dương Tử lấy được nhiều nước mắt của khán giả. Hãy cùng tìm hiểu thêm về dàn mỹ nhân tóc bạc phơ và xem thử ai thành ai bại nhé. Cúc Tịnh Y. Trước khi gây ngao ngán vì tạo hình 4.000 năm không đổi trên màn ảnh nhỏ, Cúc Tịnh Y cũng từng chinh phục được khán giả nhờ hóa thân thành ác nữ Tuyết Phi Sương trong Cửu Châu, Thiên Không Thành. Khoảnh khắc bùng nổ nhất của cô chính là lúc xuất hiện với mái đầu bạc trắng cùng dáng vẻ thất thần bi thương. Chẳng cần phải trang điểm đậm như hí kịch, Cúc Tịnh Y vẫn nhận được mưa lời khen nhờ nhập vai ổn cùng nhan sắc lấn át nữ chính Quan Hiểu Đồng. Trương Tuyết Nghênh. Trương Tuyết Nghênh từng gây bão mạng khi hóa nàng dung nhạc xinh đẹp nhưng lại lắm bi kịch trong Bạch Phát Vương Phi. Xuất thân là sao nhí nên cô rất dày dặn kinh nghiệm diễn xuất, những phân cảnh cao trào cảm xúc chẳng thể làm khó được sao trẻ này. Trong phân cảnh bùng nổ đến tóc bạc trắng chỉ trong nháy mắt, Trương Tuyết Nghênh đã lấy được nhiều nước mắt của khán giả. Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi từng hợp tác với Phùng Thiệu Phong trong dự án điện ảnh Nhị Đại Yêu Tình. Dù dự án này chẳng thành công, nhưng tạo hình hồ ly thành tinh của Lưu Diệc Phi vẫn đẹp đến thoát vòng. Một trong những khoảnh khắc xuất sắc nhất của cô chính là lúc để lộ mái đầu tựa xương. Tóc giả không suôn mượt, diễn xuất cũng thiếu cảm xúc, nhưng bù lại nhan sắc của Lưu Diệc Phi đã cứu vớt tất cả, khiến người ta quên đi những khuyết điểm còn lại. Tống Thiến. Dù Vương Quốc Ảo không thành công như mong đợi, nhưng nó vẫn thường được một phim gọi tên nhờ sở hữu loạt tạo hình xuất sắc. Trong đó, nhân vật Lê Lạc của Tống Thiến là cái tên nổi bật nhất. Hình ảnh tóc bạc huyền ảo, trong trẻo của cô đến giờ vẫn được người ta ca tụng mãi vì quá xinh đẹp. Tạo hình này xuất sắc đến mức dù diễn xuất của Tống Thiến trong phim rất ý ẹ thì khán giả vẫn nguyện ý bỏ qua. Địch Lệ Nhiệt Ba. Thời gian này, bộ phim An Lạc Chuyện của Địch Lệ Nhiệt Ba đang thu hút được sự chú ý của khán giả. Dù không thành công như mong đợi, nhưng các tình tiết liên quan đến mỹ nhân Tân Cương vẫn có độ thảo luận cao. Một trong số đó là khoảnh khắc cô bạc trắng đầu sau một đêm đau khổ đẫm nước mắt. Mái tóc bạc giả chân cùng với lối trang điểm cầu kỳ đã khiến màn nhập vai của Địch Lệ Nhiệt Ba thất bại thê thảm. Thay vì lấy được nước mắt khán giả, cô lại bị đánh giá là như đang cosplay. Dương Tử. Là khách quen của những bộ phim thuộc đề tài tiên hiệp, Dương Tử cũng từng thử sức với tạo hình tóc tựa tuyết trong Trầm Vụn Hương Phai. Khỏi phải nói, từ tạo hình cho đến kỹ năng nhập vai của cô đều gây bão mạng vì quá xuất sắc. Dáng vẻ bi thương thẫn thờ cùng đôi mắt tuyệt vọng đến cùng cực của cô khiến người ta nhìn lướt qua thôi cũng cảm thấy đau lòng. Với cảnh phim ấn tượng này, Dương Tử đã chứng minh được cô rất xứng đáng với danh hiệu bà hoàng cảnh bi của lứa tiểu hoa sau 90 hiện nay. Thua cả Cúc Tịnh Y lẫn Dương Tử trong phân cảnh đầu bạc, xem ra Địch Lệ Nhiệt Ba cần phải cải thiện thêm về diễn xuất cùng sự chuyên nghiệp của mình. Nếu không, cô sẽ thành người kế nghiệp của mỹ nhân 4.000 năm, bị đàm tiếu vì sợ xấu trên phim.